nhiêu tiền nổ ấy? 17 ngàn đấy, ok. Thịt đã quá. Nhìn miếng thịt đã quá. Cho anh nhiều hành thôi nhé. Ít rồi, đồ chua ít rồi. Chào quý vị và các bạn, Tuấn Dương đang có mặt ở đây là đường Nguyễn Duy Dương. Và đây là cái cổng chợ Nhật Thảo này. Cổng chợ Nhật Thảo quận 10. Thì hôm nay Tuấn Dương sẽ cầu định rẽ nên hơi bị lỡ một nhịp ạ. Nay thì Tuấn Dương sẽ đi đến cái khu vực là chợ Hòa Hưng để quay video clip gửi đến quý vị và các bạn. Bây giờ thì Tuấn Dương sẽ đi vô cái hẻm này. Đây cho cả nhà biết vô cái hẻm này để đi ra Lý Thái Tổ ạ. Có nhiều người thì nói với mình là tại sao là cứ đi vào trong hẻm, không biết là có phải là người nghiện ngập hay là đi bán ma túy hay không. Nhiều người họ lại hỏi như thế. Bây giờ ok, ai nói gì mặc họ. Muốn cho quý bà con cô bác coi cuộc sống ở trong hẻm. Đây, các cái hẻm này rất nhỏ. Hai xe tránh nhau cũng rất khó các bạn. Đây chúng ta sẽ đi ra chợ Hòa Hưng. Đây là hẻm 433 Lý Thái Tổ. Có điện thoại mình sẽ dừng lại chút xíu để nghe điện thoại nhé. Alo. Cả tiền ship là 580 ngàn. Em nhắn đây xin họ tên địa chỉ nhé. Anh gửi qua đường bưu điện. Thứ hai bưu điện làm việc anh gửi. Cả tiền cước là 580 ngàn nhé. Ừ. Của Nhật. Cái đấy anh không biết nhưng anh bán hàng chính hãng. Có tem chống hàng giả Bộ Công an. Có giấy phép bên Bộ Y tế. Thì anh bán lâu năm rồi, hàng trực tiếp từ công ty. Nhắn họ tên địa chỉ qua rồi anh gửi nhé. Thứ hai bưu điện làm việc anh mới gửi. Nhận hàng thì em thanh toán 580 ngàn. Anh ghi bên ngoài là mỹ phẩm nhé. Ok, rồi bye em. Tiếp tục đi. Đây cái hẻm này thì chúng ta sẽ đi ra cái chỗ khu phở tàu bay. Hẻm của phở tàu bay. Đây đang là Lý Thái Tổ. Lý Thái Tổ các bạn. Đường nó tên là đường Hứa Bổn Hoàng. Bên tay phải đường dương là nhà thờ Bắc Hà đó. Đi
trước mặt chúng ta kia là chợ cá Trần Quốc Toản cũ đó các bạn. Chúng ta sẽ quẹo phải đi vô đây là để đi ra cái khúc Sư Vạn Thành nhá. Ngã tư Sư Vạn Thành cắt với xích lô mà thôi, còn cái này nó ngược chiều nên là thôi đi qua rồi bữa khác ghé các bạn. Này thì sẽ sang đi bên mình sẽ đi vào chợ Hòa Hưng tới đây để xem có duyên còn gặp cô Diệp bán giò chả hay không nhá. Đây những cái người ngồi ăn xin ở ngoài đường.
này chai này, sắt thép đùng đùng, phải đi rong ruổi khắp các cái tuyến phố với một cái chiếc xe này, biết nó là cũng sẽ đi khắp các cái tuyến phố, ai bán thì mua và ai vứt thì giảm đặng, ai vứt thì mua sẽ lượng. Chả lụa. Đây khu này họ bán bún, bán tùm lum tà la. Đây là đây chợ Hòa Hưng. Không. Chả hỏi cái sạp của cô Diệp thế. Bên đây. Đây hay kia. Đây đây nhỉ. À bây giờ cô không có ở đây đúng không? À mà em lấy gì anh qua lấy cho. Không không, em không lấy gì, em hỏi cô thôi. Rồi, đây hỏi lên nhà hỏi nha. À. Ở đây có số điện thoại đây các bạn. Đây bây giờ cô không có ngồi đây nữa. Buổi tối chắc là cô chỉ bán buổi sáng thôi. Rồi cảm ơn anh nhé. Đây sẽ quay lại cái số điện thoại 0903 789 238, 0908 507 316. Đây là cái sạp giò chả của cô Điệp. Rồi giờ chắc chúng ta sẽ đi kiếm cái gì ăn đó. Tìm người à, không có người ở đây. Người đẹp, người đẹp. Thôi. Hãy đi qua đây cho các bạn. Đi kiếm đồ ăn à. Giờ mình sẽ ghé một cái quán nào đó ở khu vực này để ăn. Đây đang là đường Cách mạng tháng 8, đường Lê Văn Duyệt cũ đó. Rồi chắc mua đỡ ổ bánh mì. Bánh mì heo quay đang làm cho anh ổn. Nhiêu tiền ổ ấy? 17 ngàn đi, ok.
miếng thịt đã quá. Nhìn miếng thịt đã quá. Cho nhiều hành thôi nhé. Ít rồi, đổ chua ít rồi. Đó, một tiệm bánh mì ở Việt Nam đó các bạn. Đây là các cái con hẻm nhỏ ở Sài Gòn các bạn. Okay. Cảm ơn em. Cái hẻm này có đi ra được không? Ra đâu? Ra chợ à? Ra chợ luôn. Cái gì á? Thấy bảo cái hẻm này sẽ đi ra chợ. Mình sẽ đi thử cái hẻm này coi á. Đây, đi qua đây là sẽ gặp chợ các bạn. Chợ Hòa Hưng. Đây, trong các cái con hẻm này các bạn nhìn rất là nhỏ luôn. Đó, buồn. Chợ Hòa Hưng này, nền chợ thì thấy có vẻ hình như là có nhiều chuột quá. Chuột nó ra nó ăn. Bông trái cây đó, cô mang nước đá đến chắc là cô ấy. Rất là nhiều các loại trái cây đó. Bên đây khu đây bán vàng bạc các bạn. Thường chợ này thì họ chỉ họp đông vào buổi sáng, buổi chiều thì gần như là họ chỉ bán thêm các cái phụ rau củ quả gì đó. Đây cũng là các cái sạp bán đồ nhựa. Đã không? Rồi, Tuấn Dương sẽ tạm end cái video ở đây nhé.